Lại là Soli với bộ đồ quá lên mọi người. Dạo này thì tình hình kinh tế tình hình kinh tế cũng khó khăn đó mọi người. Mình cũng sắp phải gọi là cạp đất mà ăn rồi. Nên mình sẽ chỉ cho mọi người làm một món đất ăn được. Giỡn thôi chứ gì, của tôi mới mua cho tôi gelatin. Cho nên là hôm nay tôi sẽ làm panna cotta chậu cây. Đầu tiên là mình sẽ dùng bánh quy sô-cô-la. Mình sẽ tách lớp kem với lại lớp vỏ bánh ra. Mình sẽ dùng vỏ bánh để làm phần đất á. Mình chọn cream ô tại vì cái vỏ bánh nó có màu nâu á, y chang màu đất trồng cây. Tiếp theo là tới hỗn hợp panna cotta. Ủa sao nó không ra ta? Tôi sẽ dùng 4 cục phô mai con bò cười. Đây dễ tính ra là mình làm pudding sữa chứ đâu phải panna cotta đâu ha. Tại vì mình đâu có cho whipping cream đâu. Giờ mình sẽ tán cái phô mai ra cho nó mịn màng nha. Rồi mình sẽ cho thêm một tí sữa đặc nữa cho nó ngọt với lại nó béo hơn á. Rồi cái lớp kem của bánh quy hồi nãy mình mới tách ra mình sẽ bỏ vô trộn chung luôn. Nguyên liệu gần cuối là sữa tươi. Mọi người thích cho nhiều thì cho chứ mình cũng không biết. Mình ước chừng thì với cái lượng sữa mình sẽ dùng 3 lá gelatin. Mình sẽ ngâm nước cho nó mềm. Rồi trong lúc đó mình sẽ đi đun ấm cái hỗn hợp sữa. Để lửa vừa cho nó ấm ấm, kiểu nó bốc khói lên thôi. Là mình cho cái gelatin hồi nãy mình ngâm vô á. Xong mình tắt bếp rồi khuấy đều lên cho nó tan hết là ok. Gelatin nó không có nhanh đóng như rau câu rồi mọi người. Nên mọi người cứ để cho nó nguội rồi mình bỏ vô khuôn nha. Không biết sau này tôi xiên lấy cái rây là tôi lọc chứ bình thường tôi đâu có lọc đâu. Đổ vô khuôn rồi mình sẽ cất vô ngăn mát tủ lạnh đợi 3 tiếng cho nó đông là ăn được rồi á. Ủa đâu chưa ăn được, phải trang trí lên ăn cho nó ngon. Mình dầm sơ sơ thôi, nhìn cho nó giống đất thiệt. Giống đất chưa mọi người? Thường thì bánh ngọt nó sẽ đi kèm với lá bạc hà hay là lá chanh này nọ không? Nhưng mà mình không có lá bạc hà. Mình có hồi trưa ăn mì Quảng dư bịch rau á. Mình không biết rau gì hết nhưng mà mình cứ cắm đại vô thôi. Nhìn thấy nó đẹp là được. Giờ rắc phần vỏ bánh quy để dầm nhuyễn rồi là xong rồi đó. Ở cặp đất mà ăn cái đất có vị như thế nào nha. Ủa nó đẹp thật sự. Mà giờ mình không có ăn rau nữa, mình sẽ lấy cái rau này ra. Không biết quay làm sao luôn á. Đó. Thơm mùi sữa tươi lắm. Nó mát, nó thơm mùi sữa tươi, nó ngọt, vừa phải. Tại mình đem thử ý mình mà.